Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. À. Dạ. Dạ. Chủ đề ngày hôm qua chúng ta học là gì? Từ bắt bớ đến gì ạ? À, để trở thành chứng nhân hay là đến là người chứng nhân đắc lực cho Chúa Giêsu. Chứng nhân đắc lực cho Chúa Giêsu, chứ không phải của Chúa Giêsu nha. Dạ. Chứng nhân đắc lực cho Chúa Giêsu. Và hôm nay thì tôi muốn anh chị em cùng nhau học lời Chúa ở trong một phần đoạn Kinh Thánh, đó là ở trong sách Matthew chương 10 câu 40 đến 42. Và nếu chúng ta đi học về Chúa mà chúng ta không có biết những cái nguyên tắc về cái việc mà chúng ta xử sự trong cái đời sống theo Chúa hay là đời sống học về Chúa, thì chúng ta không có hưởng được cái phước hạnh đầy trọn. Có nhiều người thì học về Chúa nhưng mà họ chỉ được cứu dường như qua lửa. Điều này sứ đồ Phaolô đã cảnh báo ở trong sách Côn Tôn nhất chương 3 rồi, phải không ạ? Có những người được cứu dường như qua lửa. Và tại đó thì sứ đồ Phaolô nói như thế nào? Đó là những người lấy gỗ cỏ khô rơm rạ mà hầu vì Chúa. Nhưng những người lấy vàng, bạc và bửu thạch mà hầu vì Chúa thì nó còn lại. Sau khi lửa đi ngang qua thì nó còn lại. 100% công trình của chúng ta xây dựng trong chức vụ của mình đều phải đi qua lửa hết. Nếu nó còn lại là biết rằng chúng ta đang dùng bửu thạch, vàng, bạc và bửu thạch để xây dựng. Nhưng nếu chúng ta thấy là khi mà lửa thử nghiệm đi ngang qua mà nó cháy hết, nó không còn, thì chúng ta biết rằng là gì? Đó là chúng ta đang hầu vì Chúa với một cái tinh thần của gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Cho nên hôm nay chúng ta học cái phần Kinh Thánh này để giúp cho chúng ta có những cái thái độ tích cực trong việc hầu vì Chúa, cũng như cách cư xử với nhau ở trong thân thể của Đấng Christ. Xin mời tất cả chúng ta đồng đọc ở trong từ câu 40 cho đến câu 42 của sách Matthew chương 10. Xin bắt đầu. Ai rước các ngươi tức là rước ta. Ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính sẽ được phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Đó là ta nói cùng các ngươi, kẻ đấy sẽ là chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Chúng ta xem thêm một đọc một chung một câu Kinh Thánh nữa. Ở trong văn thứ nhì, văn thứ nhì đoạn 1 câu số 8. Chúng ta đọc chung với nhau câu này hay là: chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Qua câu Kinh Thánh này, sứ đồ Giăng đã cảnh báo chúng ta một điều. Đó là gì? Đôi khi chúng ta hầu vì Chúa, chúng ta có phần thưởng đó, hay là cái kết quả đó, cái phước hạnh đó, nhưng rồi chúng ta lại đánh mất cái kết quả của công việc của mình. Thật ra cái công việc chúng ta làm trong Chúa đó, nó không có mất, nó không có mất, nhưng mà chính chúng ta đánh mất cái điều mà Chúa ghi nhận cho chúng ta, cái điều mà chúng ta được Chúa ngài ghi nhận. Chẳng hạn như một người đã làm một cái công việc gì đó cho một ai đó, và người đó được cái phước hạnh, được ghi nhận đó, nhưng rồi sau đó người đó lại kể công, sau đó người đó lại đem cái chuyện đó ra để cho thiên hạ biết rằng nhờ tôi hay là tôi làm cái này, cho nên có tôi thì hội thánh mới tăng trưởng, có tôi thì hội thánh mới được phước hạnh. Thì cái điều đó, cái công trạng của mình nó bị mất. Chúa Giêsu đã từng nói như thế nào? Là nếu chúng ta bố thí cho ai đó mà chúng ta thổi kèn và đánh trống để cho mọi người biết, thì chúng ta chỉ được cái phần thưởng của mình rồi. Và cái phần thưởng đó là cái lời ngợi khen hay là cái công giá trả cho một công việc. Nhưng nếu chúng ta làm một cái điều đó cho anh em mình mà không cho ta biết tay hữu làm việc gì, thì người đó làm trong chỗ kinh nghiệm, cha sẽ thấy trong chỗ kinh nghiệm và thưởng cho người. Có hai sự ban thưởng, một ban thưởng nhãn tiền và một ban thưởng đời đời. Chúng ta có thể nhận được cả hai phần thưởng này khi chúng ta làm một công việc. Có thể ngay tức khắc chúng ta được phước ngay trên đất này, nhưng mà chúng ta được cái phần thưởng đầy đủ như là lời Chúa nói ở đây. Vậy thì cái sự phần thưởng hay là được cái phước hạnh hay phần thưởng đầy đủ nó bao gồm cái gì? Nhiều người thì chúng ta cứ nghĩ rằng là ôi tôi chỉ được cứu, được lên thiên đàng là được rồi, phải không? Đúng không chị em ạ? Nhưng mà cái việc mà chúng ta được cứu lên thiên đàng nó không có do cái công trạng của mình. Chúng ta tin Chúa là có rồi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta có cái phần thưởng đầy đủ. Chúng ta có phần thưởng đầy đủ là gì? Là chúng ta sẽ được đứng trước mặt Chúa và chúng ta hỏi để tới ngay lành trung tính kia, được lắm hay đến mà hưởng sự vui mừng của Chúa người. Và Chúa nói là tất cả ta đem phần thưởng cho người ta để trả cho mọi người tùy theo công việc của họ làm. Cho nên cái phần thưởng đầy đủ nó bao gồm sự cứu rỗi và chúng ta hưởng phước đời này và đời sau.
Đó mới là phần thưởng đầy đủ. Chúng ta muốn phần thưởng một phần hay là phần thưởng đầy đủ? Kinh Thánh có nói là phần thưởng đầy đủ. Kinh Thánh có nói về lời hứa của Chúa dành chúng ta là khi Ngài đến, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài. Trong cuộc ước thì nói là gì? Sự thưởng đi trước và phần thưởng đi theo sau Ngài. Nhiều khi chúng ta có sự thưởng, đó là một sự khích lệ chúng ta để chúng ta hầu vị Chúa. Nhưng mà phần thưởng đi sau mới là cái điều đáng giá để tôi và chị em sẽ theo đuổi nó. Chúng ta không biết cái phần thưởng đó chung cuộc nó là phần thưởng gì. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó phải là vĩ đại, nó là một điều gì đó cực kỳ tốt, cho nên Chúa mới hứa với chúng ta như thế. Và đó cũng là mục tiêu mà sứ đồ Phaolô nói gì? Tôi quên lửng mọi sự đằng sau và tôi bươn theo sự đằng trước để giật giải về sự kêu gọi chân trời trong Chúa Jesus Christ. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để nghiên cứu cái điều mà Chúa Giêsu dạy ở trong sách Ma-thi-ơ chương 10 này. Trong Ma-thi-ơ chương 10, Chúa dạy rất là nhiều cái lời dạy dỗ của Ngài cho các sứ đồ khi mà sai họ đi ra rao giảng. Chúa dặn từng chút một. Chúa dặn khi họ đi đường phải như thế nào. Chúa dặn khi họ đi ra thì sẽ đối diện với những kẻ nghịch như thế nào. Chúa dặn rằng khi mà bị bắt bớ thì phải đối xử làm sao. Và Chúa dặn là họ phải có một cái đời sống như thế nào để làm cho đời sống của họ được phước. Được phước. Và chủ đề tôi chia sẻ với anh bà chị em ngày hôm nay đó là làm sao hay là làm thế nào để chúng ta nhận được cái phước hạnh đầy trọn trong Chúa. Trong ba câu kinh thánh ở đây thì chúng ta thấy có tất cả là bao nhiêu đối tượng. Thứ nhất đó là các ngươi là cụm từ chung. Thứ hai là đấng tiên tri. Thứ ba là người công chính. Và thứ tư là trẻ nhỏ. Bốn cái đối tượng mà Chúa nói khi chúng ta gặp bốn đối tượng này, chúng ta đối xử với bốn đối tượng này thì chúng ta được phước. Xin lỗi anh chị em, xin tôi lạc cái mất cái bài của tôi rồi. Có em cho cái tờ giấy. Không. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái thứ nhất. Tôi muốn bà chị em xem cái đối tượng thứ nhất, đó là các ngươi. Ai rước các ngươi? Ngươi ở đây chính là những sứ giả được sai đi. Chúng ta còn nhớ Chúa đã nói với lại các môn đồ của Chúa rằng khi mà ai tiếp các ngươi tức là tiếp ta. Vậy thì những môn đồ của Chúa đi ra để đi ra là với một cái thông điệp nào? Đi một gọi là đi một cách chỉ là đi trong cái thói quen hay là đi với một cái sứ mạng? Đi với sứ mạng. Đây đang nói đến những người truyền giáo, đang nói đến những người mang thông điệp. Mà những người mang thông điệp này không chỉ là người có chức vụ, nhưng mà những người mang phúc âm của Chúa, những người mang tin lành cứu rỗi của Chúa. Và chúng ta xem lời Chúa ở trong sách chăng thứ 2. Chăng 2, hồi nãy chúng ta đọc câu 8, bây giờ chúng ta đọc câu số 10. Câu số 10. Xin bắt đầu. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo thì chớ rước họ vào nhà và cũng đừng chào hỏi họ. Dạ, câu 10 thôi. Như vậy ở đây sứ đồ Giăng nói rằng nếu ai mà đến mà không đem đạo ấy thì đừng có rước họ. Đừng có chào họ nữa. Đừng có rước họ, đừng có chào họ. Vậy theo anh chị em cái đạo ấy là cái gì ạ? Đạo ấy là đạo gì? Đạo ấy chính là điều mà sứ đồ dân đang nói tới. Đó chính là cái sự cứu rỗi mà chính ông đã có một cái lời khen tặng cho bà Marie, tức là người được chọn, và các con của bà là người giữ theo đạo đó. Và ông khuyến cáo làm gì? Nếu ai đó mà đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo
thì sao ạ? Đừng làm gì? Đừng có rước họ vào nhà. Rồi đừng gì nữa? Đừng có chào họ. Chúng ta lưu ý ở chỗ này. Chúa dạy chúng ta về sự hiếu khách. Chúa dạy chúng ta đón khách, hiếu khách ở trong sách Hebrew chương thứ 13. Thì Chúa dạy chúng ta về sự hiếu khách như sau. Hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp thiên sứ mà không biết. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta về sự tiếp khách. Nhưng sự tiếp khách mà Chúa muốn dạy chúng ta đón rước, đó là chúng ta cần phải biết nhận xét được đó có phải là sứ giả của Chúa không. Anh sẽ lưu ý chỗ này nha. Nhiều khi chúng ta đọc phần trên mà chúng ta không có để ý cái phần những cái phần khác mà Chúa dạy. Chúa dạy tiếp khách và thế là chúng ta gặp ai chúng ta không tiếp hết. Nếu chúng ta tiếp kẻ trộm vào nhà thì sao? Làm sao chúng ta biết rằng đó là kẻ trộm? Khi người đó rời đi, chúng ta thấy có một cái sự mất mát nào đó. Có đúng không? Khi chúng ta tiếp một ai là kẻ cướp, làm sao chúng ta biết đó là kẻ cướp? Có thể nó mạo làm thiên sứ sáng láng, rất tốt đẹp. Sư đồ Phaolô nói rằng anh em cũng cẩn thận, bởi vì có những kẻ phải là ma quỷ nó còn mạo thành thiên sứ sáng láng. Nhưng làm sao chúng ta biết đó là ma quỷ? Làm sao chúng ta biết đó là sói? Kinh Thánh nói rằng muôn sói thì làm gì? Hay cắn xé. Chúng ta thấy khi họ xuất hiện mà bắt đầu có sự cắn xé ở đằng sau đó, có sự chia rẽ đằng sau đó, có sự nổi loạn đằng sau đó, có sự không vâng phục đằng sau đó. Có cái gì đó ở trong chúng ta mà chúng ta nhân danh một cái vấn đề là tiếp khách, để rồi chúng ta đón tiếp tất cả, chúng ta đưa vào trong nhà của mình, thì điều đó không được. Bởi vì sao? Chúa dặn nếu họ không có đạo đó, chúng ta không đón tiếp. Đây đang nói về những người mà mang danh là sứ giả của Chúa. Đó là tôi là sứ giả của Chúa, để tôi đi, nhờ anh Chúa Giêsu để tôi bước đi, nhờ anh Chúa Giêsu để tôi làm này kia. Nhưng mà đằng sau đó Chúa đã từng cảnh báo chúng ta rằng có những con sói nó đội lốt chiên. Vì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái kết quả đằng sau đó. Trong nhà ca có một câu rất là hay. Đi tìm lương nhân thì muốn tìm được lương nhân thì sẽ nhìn thấy cái dấu của bầy. Chúng ta biết cái người chăn chiên á, họ đi á thì họ để lại cái dấu của bầy. Thế anh chị em, thì người chăn chiên thì để lại cái dấu gì ạ? Nếu mà chiên đi thì có cái dấu gì ạ? Dấu chiên. Nhưng mà nếu sói đi có cái dấu gì ạ? Anh chị em có biết hai dấu chân này khác nhau không? Nhìn rất giống. Nhìn cái chân con sói và cái chân chiên rất giống. Nhưng nó có một đặc điểm. Nó có đặc điểm. Hình như là con sói phía sau nó có móng đeo không? Nhưng mà con chiên không có. Dạ. Yeah. Khó biết lắm. Cái con sói nó khó biết lắm. Nhận diện khó biết lắm. Nhưng mà Chúa anh nói là gì? Chúng ta nhìn trái nó mà nhận biết được. Anh chị em biết rằng là ngày hôm nay rất nhiều người họ không đi truyền giáo. Họ cứ vô bầy chim à. Nếu chúng ta không tỉnh thức về điều này, bầy chim có thể bị phá hủy. Có rất nhiều họ cần họ vô, họ mang danh gì? Rồi hiệp một thông công. Nhưng mà khi họ bước vào thì đi ra là bắt đầu có sự nổi loạn, đi ra là có sự không vâng phục, đi ra là chúng ta thấy dấu của sự chia rẽ. Thì đó không phải là sứ giả của Chúa đâu. Trước đây tôi từng tiếp, tôi gặp anh tiếp. Có một lần kia, có hai người này, một người lớn tuổi và một thanh niên trẻ đi vào trong nhà mẹ vợ của tôi. Lúc đó, ngày đó là ngày mà chúng tôi đến để mà dạy Kinh Thánh. Thì hai cái người này là quen với mẹ vợ của tôi. Có ngày đó thì có, không biết là có mẹ vợ tôi ở nhà hay không, nhưng mà có em vợ của tôi là cô Hiền nè, rồi có cô Kim Hồng nè, cũng có một số người. Thì khi mà tôi đi lên cầu thang thứ tư xong thì những người đó cũng vừa từ trong nhà của mẹ vợ tôi đi ra và vừa gặp tôi cái này. Chào bố, anh biết tiếng tôi mà. Cái cô lớn tuổi lập tức gặp tôi. Có phải con đang hầu vị Chúa không? Tôi nói dạ con đang hầu vị Chúa. Con hầu vị Chúa, con có yêu Chúa không? Tôi nói dạ yêu Chúa chứ. Tốt quá. Thôi vậy rồi bữa nay gặp con mừng quá. Thôi vô thăm. Thì bắt đầu đi vô nhà của chúng tôi. Vô thăm và bắt đầu cái người thanh niên mới họ nói: Anh có biết cái thời đại này là thời đại nào không? Tôi nói biết chứ. Thì tôi mới nói lúc đó chưa 4.0 mới cưới vợ đúng không mà. Lúc đó chưa có được 2.0 nữa. Thì tôi mới nói rằng là thời đại của Thánh Linh. Thì ông nói không phải, đây là thời đại Jerusalem mới, thời đại của Đức Chúa Trời Mẹ. Là bắt đầu lòi ra. Nhưng mà trước đó họ đã nói chuyện với mẹ vợ tôi, không biết chắc chắn có nói chuyện với mẹ vợ tôi không. Rồi nói chuyện với em vợ tôi là Hiền, có không Hiền? Bữa đó
ba mẹ luôn phải không? Và em của tôi nói rằng là ủa sao họ nói cái gì cũng đúng hết trơn, không thấy đúng, thấy đúng, thấy đúng, thấy đúng, thấy đúng, họ chứng nhận Kinh Thánh, thấy đúng, thấy đúng, thấy đúng. Và khi tôi bước vô xong rồi tôi nói chuyện, tôi nói xin lỗi, xin hai vị dừng lại, tôi là người chịu trách nhiệm thuộc linh trên gia đình của chúng tôi đây, cho nên chúng tôi là người tin Chúa và chúng tôi được cứu rồi, linh hồn chúng tôi chắc chắn được sự cứu rỗi rồi. Thì cái người chàng thanh niên nói được cứu là như thế nào, có được cứu trọn vẹn không, cũng lấy câu này ra, có được cứu trọn vẹn không. Tôi nói lời của Chúa nói ai tin Chúa Giêsu thì được cứu, ai tin Chúa Giêsu được cứu. Thì họ nói nhưng mà cứu chưa được trọn vẹn, phải tin Giêsu ăn sa hồng mới thì mới được cứu trọn vẹn. Tôi nói không, Kinh Thánh nói chẳng có sự cứu rỗi trong thánh nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ngoại trừ danh Giêsu thì được cứu. Tôi nói tôi nếu đến đây thăm tôi đồng ý, nhưng đến nơi thầy để nói những cái điều này thì tôi xin phép, tôi không cho phép nói. Thế là cái anh chàng đó quay qua nói chuyện với vợ tôi, ảnh nóng tánh quá thế này thế kia, người có mắt như mù này kia. Tôi nói ê anh đây không được à, đây là vợ tôi à, anh làm gì lên với vợ tôi đây, anh vẽ bản gì vợ tôi đây, đi ra. Tôi đuổi cổ thẳng ra luôn chị, tại vì tôi được mẹ tôi giao cho chủ quyền mà, nhưng nếu mẹ tôi chưa giao chủ quyền cho tôi không dám đuổi được, đúng không ạ? Nhưng mẹ tôi đuổi được. Đó, họ chính là Đấng Christ ăn sang hồng, họ là Đức Chúa Trời Mẹ, họ nói tin Chúa Jesus chưa đủ, họ phải tin và thờ phượng nhân dân Đấng Christ ăn sang hồng nữa mới đủ. Thì đó là chính là tà giáo, có cha phải có mẹ, có con có cha có con, phải có mẹ mới có con. Mà họ nói rất là hay chứ. Cho nên anh chị em ơi, anh chị em nhớ một điều rằng chiên thì phải theo người chăn, tại vì người chăn luôn luôn yêu chiên của mình. Người chăn thật là vì chiên mình phó sự sống mình như Chúa Giêsu đã phó sự sống cho chúng ta. Thì những người chăn của anh chị em, những người mục sư của anh chị em luôn luôn muốn điều tốt nhất cho anh chị em. Cho nên khi chúng ta cảm thấy nhiều khi chúng ta bị gò bó, ồ ông mục sư của mình dặn đừng làm này đừng làm cái kia, nhưng mà cái điều đó là tốt cho anh chị em. Một lần kia trong cái ngày lễ cha, tôi bắt đầu hỏi các con này, nói một lời tạ ơn cha, hay là có gì buồn tạ ơn Chúa về cha của mình, hoặc là có cái gì buồn về cha mẹ của mình không. Thì con gái tôi có, con gái đưa tay tôi nó có. Tôi nghĩ, bản thân tôi nghĩ nha, tôi yêu con tôi, tôi có thể không phải là một người hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ tôi yêu con tôi một cách hoàn hảo nhất. Tôi lo cho nó từng chút một, tôi lo ăn lo uống, tôi những cái gì nó sai trật tôi dạy dỗ và tôi uống nắng nó. Nhưng mà trong mắt của con tôi nghĩ cái điều đó là gì? Là gò bỏ. Cha khó quá, cha gò bỏ với con quá. Nhưng lúc đó có thể nó chưa hiểu, nhưng lớn lên một chút đó, chút nữa, một cái tâm thước nữa, thì bắt đầu nó biết cảm ơn tôi vì cớ rằng ba đã dạy dỗ con như vậy. Có những lúc Chúa dạy mình, chúng ta cảm thấy gò bó lắm. Chúa dùng những tôi, Chúa những anh chị em, những người hầu vì Chúa đi trước chúng ta, những người lãnh đạo chúng ta và dạy chúng ta. Chúng ta cảm thấy gì? Gò bó quá. Chúng ta muốn vùng vẫy. Và anh chị em biết nếu chúng ta muốn vùng vẫy, Chúa cho vùng vẫy không? Cho luôn. Chúng ta muốn chia nửa gia tài, Chúa cho không? Cho luôn. Nhưng hãy nhớ rằng không có ai yêu chúng ta bằng người cha thuộc linh của chúng ta. Không có ai chúng ta bằng Chúa của chúng ta, Ngài đã chết vì chúng ta. Cho nên hiện đang hội thánh của chúng ta đang có những cái hiện tượng là có những người ở hội thánh khác, ở giáo phái khác, họ đến, họ thông công, họ cầu nguyện, họ đem những cái giá trị thuộc thể đến. Có thể chúng ta không có phải vì cái điều đó mà chúng ta đấu tiếp họ, nhưng mà nó đã xảy ra ở trong hội thánh, mà nó làm cho hội thánh bị lũng đoạn, nó làm cho hội thánh bị xao xáo, sự tin tưởng nhau không còn nữa, sự trật tự không còn nữa, lòng yêu thương và sự vâng phục không còn nữa. Mà chúng ta cẩn thận về điều này. Chúa Giêsu từng cảnh báo ta sẽ cất chân đèn khỏi người. Chúng ta chịu trách nhiệm nổi về vấn đề cái chân đèn của Chúa bị cất đi không? Chân đèn đó chính là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu như ai đó mà không đem đạo của Chúa, tức là đạo công bình, tức là đạo của sự cứu rỗi trọn vẹn, thì làm gì ạ? Đừng có tiếp họ. Đây là điều thứ nhất. Ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước Đấng sai ta. Chúa Giêsu kêu các môn đi, bắt các môn đồ đi ra. Chúa nói là gì? Các ngươi đi và rao giảng như thế này. Hãy rao giảng về nước của Đức Trời. Hãy chữa lành kẻ đau, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ, thậm chí khiến kẻ chết sống lại. Đó là cái sứ mạng của những người rao giảng. Tôi nhiều khi tôi nói vui là có những người sứ đồ không phải là sứ đồ mà là sứ đồ. Hoặc là sứ đồ không phải là sứ đồ mà là đồ sứ. Tức là gì? Họ đem đồ tới thôi. Có rất nhiều anh chị em ở vùng miền cao,
Tôi không phải là nói xấu đâu, nhưng mà họ chưa có đủ cái nền tảng để phân biệt được. Cho nên ai đem đồ sứ tới là tiếp nhận. Và khi mà tôi và một sư Hào chúng tôi đi lên hình hướng đó, các em, tôi nói đối với tôi, chúng tôi dạy lời Chúa, tôi lập nên và dạy lời Chúa cho anh em vững vàng. Và khoảng một thời gian bắt đầu anh em nói tạ ơn Chúa, bởi vì tụi em gặp được mục sư cho nên tụi em được lập nền vững vàng và họ không bị cái chiều gió của đạo lạc lôi kéo. Cho nên xin Chúa cho để rồi tôi và anh chị em chúng ta hãy đón tiếp những người thực sự đó là những người được Chúa sai đi, mà chúng ta cần nhận ra được cái dấu hiệu. Amen chị em. Dạ, dấu hiệu đó là gì? Bình an. Dấu hiệu đó là đem lại sự gây dựng. Tôi đi đến các hội thánh khác cũng vậy. Khi tôi đến tôi giảng và mọi người nhờ tôi cầu nguyện, tôi sẽ cầu nguyện. Nhưng bắt đầu có những người họ xin số điện thoại của tôi vẫn cho số điện thoại. Và bắt đầu họ liên lạc riêng với tôi. Họ nói, ờ mục sư ơi, xin hãy thế này thế kia thế nọ. À, tôi không thấy hài lòng ông mục sư của tôi. Tôi không thấy hài lòng người trưởng nhóm của tôi. Thì tôi lập tức tôi cắt ngang. Tôi không liên lạc được. Tôi đi đến đó thì tôi muốn làm sao gây dựng gia đình đó. Bây giờ giả sử như tôi đến mục sư Vĩ. Gia đình mục sư Vĩ mà tôi không gặp mục sư Vĩ mà tôi gặp Mai. Mày ơi, sao lúc này sao thấy tàn tạ dữ vậy? Chắc chồng em không có chăm sóc em phải không? Chồng em không có lo lắng cho em phải không? Thôi, được rồi. Chồng em không chăm sóc cho em, để tôi lo lắng cho em. Đẹp như vậy, cái gì? Tài năng như vậy mà không dùng. Thôi, để tôi chăm sóc cho em, được không ạ? Bắt đầu cái người này bắt đầu rung rinh phải không ạ? À, bắt đầu rung rinh, tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tưởng đâu là tiếng Chúa, ừ. À, nhưng mà cái ông này, ê, gì đó, vợ của tôi mà. Anh chị em nhớ sứ đồ Phaolô nói xong, tôi gả anh em cho mấy chồng ạ? Mấy chồng? Tôi dâng anh em như một người tinh sạch cho ai? Cho Đấng Christ. Anh em chỉ có một chồng mà thôi. Phaolô nói em có nhiều thầy nhưng em không có cha. Anh em chỉ cần một cha thôi. Người cha thuộc linh đó không phải là Đức Chúa Cha đâu. Gọi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời lớn lao cao cả nhất của chúng ta, tất cả chúng ta đều gọi là cha. Nhưng cái người cha thuộc linh đó là người sanh chúng ta ra trong thuộc linh. Không có ai là cha là mẹ, ta nói là hổ dữ không ăn con. Thì không bao giờ có ai là cha là mẹ mà lại hại con mình đâu. Hãy nhớ điều đó, hãy nhớ đến cái người cha. Và ở trong Hebrew nói như thế nào? 13 câu 7. Hebrew đoạn 13 câu 7. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Câu 17, hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Và anh chị em biết một điều là khi chúng ta vâng phục là sự sức giàu và quyền năng sẽ đến. Thầy đội, ông biết một nguyên tắc rất là quan trọng. Khi Chúa Giêsu ngày đi ngang qua trong cái khu vực của ông thì có nhiều người chạy đến nói rằng là thầy đội có đứa đệ tớ đau bệnh, đau đớn lắm. Thì ông gặp Chúa, ông nói Chúa ơi, tôi có một đứa đệ tớ đau bệnh. Thì Chúa nói được, ta sẽ vào để chữa lành cho nó. Nhưng mà ông nói như thế này, dạ không, không cần đâu Chúa. Ngài chỉ cần nói một lời thôi thì đệ tớ tôi được lành. Bởi vì tôi ở dưới quyền của người khác và tôi cũng có quyền tính dưới quyền con nữa. Tôi kêu đứa đệ tớ này đi đây thì đi và đi kia thì nó đi. Như vậy thầy chỉ cần sai lời của thầy, thầy nói một lời thôi đệ tớ tôi được lành. Ông biết về nguyên tắc, về quy quyền, về vâng phục. Nếu chúng ta không vâng phục, mai mốt dân sự của chúng ta có vâng phục chúng ta không? Có không ạ? Không. Bây giờ ta người cha nói là tao là bây giờ tao ăn nhậu nè. Mày kêu con mày không được ăn nhậu. Được không ạ? Được. Nó nói dạ. Nhưng nó dạ trước mặt cha nó là sao, nó là sao? Cho nên chúng ta được là người được gọi là làm gương. Phaolô nói như thế này, hãy bắt chước tôi như là tôi bắt chước Đấng Christ. Bởi vì sao? Ông là người làm gương. Ông sống đời sống gương mẫu. Cho nên là người học về Chúa, chúng ta luôn luôn có thể quá khứ chúng ta có thể là xấu, có thể quá khứ chúng ta rất là nhiều tệ. Nhưng mà anh chị em ơi, cái điều mà hiện tại chúng ta học về Chúa, chúng ta làm gương cho dân sự của Chúa, từ cách ăn nết ở, cho về cả về vấn đề đời sống hôn nhân và gia đình, đời sống về gương mẫu về vấn đề tài chính, gương mẫu về vấn đề đạo đức, thì như vậy chúng ta, dân sự của chúng ta, họ bắt đầu cũng có cái điều học theo chúng ta nữa. Cho nên đây là điều đầu tiên là gì? Ai mà ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước Đấng đã sai ta. Như vậy chúng ta cần đón rước những người mà Đức Chúa Trời sai phái. Và những người đó được Chúa Giêsu ngài nói như thế này: ta lập hội thánh ta trên đá này,
các cửa âm phủ không thắng được ở đó. Như vậy nguyên thủy Chúa Giêsu lập hội thánh của Ngài, và sau đó thì Ngài kêu gọi các môn đồ và Ngài phong chức cho các môn đồ để đi ra. Thế kết quả, và hội thánh tiếp tục theo cái lệnh của Chúa Giêsu để xem coi ai là người đầy dạy thánh linh, ai là người có tiếng tốt, ai là người có đời sống của đức tin, ai là người có đời sống gương mẫu, thì sử dụng người đó được đặt vào trong các chức vụ. Nó phải được theo cái hệ thống và được hội thánh công nhận. Chúng ta hội thánh của chúng ta công nhận những cái chức vụ một cách công khai giữa hội thánh để sai phái những người đó để đi làm công việc của Chúa, đại diện Chúa để làm công việc của Chúa. Chúng ta vẫn có quyền để thông công với tất cả hội thánh bạn, nhưng chúng ta biết một điều rằng chúng ta phải ưu tiên hàng đầu cho hội thánh nơi chúng ta hầu việc Chúa. Vì tại đó chúng ta được cầu thai, vì tại đó chúng ta được nuôi nấng, vì tại đó chúng ta được nâng đỡ, vì tại đó chúng ta được xây dựng bằng lời của Đức Chúa Trời, vì tại đó chúng ta được công nhận chức vụ và talent mà chúng ta có để phục vụ Chúa. Phải đi theo cái sự trật tự đó anh chị em. Năm 2012 hoặc 2013 tôi quên mất rồi, hình như là 12 hoặc 13 vậy đó. Thì có một người anh em học mới tốt nghiệp trường Thánh ra, được năm gây dựng được một buổi điểm nhóm. Sau người đó đăng lên trên Facebook, à tôi là mục sư gì đó. Tôi mới gọi điện cho em đó, tôi nói em, có phải em đăng trên Facebook em là mục sư không? Nói dạ đúng rồi. Tôi nói hội thánh chưa công nhận chức vụ của em đâu. À, tôi đâu cần hội thánh công nhận đâu, Chúa nói với tôi là đủ rồi. Điều đó không đúng. Bây giờ giả sử ông tổng thống Biden đang làm tổng thống, đụng cái ông Donald Trump mà biết lên đấy. Tôi là tổng thống chứ không phải ông Biden tổng thống, được không ạ? Không được, không được. Cho nên chúng ta cần phải đi theo cái trật tự đó, và trật tự đó mới có sự sức dầu anh chị em. Anh chị em còn nhớ sự sức dầu nó được đổ từ đâu ạ? Thế đâu nữa? Không, không có rau, tại tôi không có rau. Còn ví này có rau nè. Sự sức dầu đổ trên đâu? Nó chảy xuống rau, nó chảy đến trung áo. Muốn chạy đến trung áo thì nó chạy qua cái gì? Cái áo. Mà chúng ta biết cái áo có thể lấy như thế nào ạ? Dài phủ đất. Có nghĩa là cả cái chiếc áo này nó phải thấm đầy dầu thấm thì nó mới xuống được tới trung áo. Đúng không ạ? Bây giờ mình chơi tắt, mình lấy cái trung áo, mình thấm lên cái đầu để cho nó cũng có dầu. Nhưng mà chúng ta biết chiếc áo thể lễ là gì không? Anh chị em còn nhớ ở trong sách các xin lỗi Ê-sai đoạn 6, khi vua Ô-si băng thì tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Và anh chị em biết vạt áo đó là gì không ạ? Vạt áo đó là gì ạ? Đó là chiếc áo tế lễ của Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-sê-đét. Nó phải đi theo thứ tự đó. Đôi khi cái sự vân phục chúng ta cảm thấy nó gò bó lắm. Có nhiều lần tôi chẳng hạn như khi các anh em mà học trường Kinh Thánh xong thi, chúng tôi phải chấm cực gắt cho chị em. Tôi nói không được, chỗ này phải làm lại, phải làm lại, phải học lại, phải thi lại, phải sắp xếp lại, phải giảng lại. Đấy, cô này giảng biết bao nhiêu lần và cuối cùng thì cô cũng làm được. Rồi trong đó có mấy anh khác nữa, cũng chúng tôi chấm gắt cho nó rằng là bởi vì đây là cái cơ hội chúng tôi sửa chị em. Em mốt đứng ra giảng rồi nhiều khi tôi nói thiệt, nhiều khi đứng mình trở thành người giảng rồi đó, người khác sửa chúng ta giận à. Cho nên ở trong cái lò đang uốn nắng không, đang chui ra rèn thì chúng ta sửa trong lúc đó. Chứ ra rồi chúng ta sửa hơi khó. Do vậy nếu chúng ta mang tâm tình của Chúa Jesus, đó là tâm tình vâng phục cho đến chết, thậm chí cho thập giá, thì chúng ta mang tâm tình vâng phục đó, chúng ta được Chúa tỉa sửa. Và ai tỉa sửa chúng ta cũng vui hơn. Ai góp ý chúng ta cũng vui. Ngay cả bây giờ nếu ai góp ý tôi về bài giảng hay là gì đó, tôi vẫn tiếp nhận. Tôi cảm ơn vì có cái sự góp ý đó. Nhưng mà cái vấn đề góp ý đó chúng ta cần phải suy xét. Chúng ta tất cả góp ý chúng ta đều thay đổi theo cách của họ. Thế vì vậy chúng ta thấy ở đây lời Chúa dạy chúng ta là ai tiếp ngươi tức là tiếp ta, sẽ là ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước đấng đấng đã ai rước xin lỗi ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Bây giờ tôi muốn anh chị em xem cái từ rước này nó có nghĩa là gì. Từ rước này trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là nhận lấy, tiếp nhận, chấp nhận, quan tâm, chăm sóc. Nhận lấy, tiếp nhận, chấp nhận, quan tâm, chăm sóc. Thì cái từ rước này dùng luôn cả câu số 40 và câu 41. Ai rước một đấng tiên tri và là tiên tri được phần thưởng tiên tri, ai rước một người công chính vừa là công chính sẽ được phần thưởng của người công chính. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu cái từ này như thế này. Nếu ai tiếp nhận, chấp nhận, quan tâm, chăm sóc
một người mà Chúa sai đi, một người tiên tri và là tiên tri, một người công chính và là công chính, thì người đó sẽ được phần thưởng của người công chính. Chứ không phải chúng ta chỉ tiếp trước họ về nhà của chúng ta, nhưng mà đây chúng ta quan tâm đến, chúng ta chăm sóc, chúng ta chấp nhận những cái sự dạy dỗ của người tiên tri, của người công chính, vì là tiên tri và là công chính. Tôi sẽ giải thích cái chỗ này thêm một chút phần sau. Như vậy, mặc dù chúng ta thấy ở đây là có bốn đối tượng, nhưng mà chúng ta thấy là có ba cái đối tượng mà Chúa sai đi trong chức vụ. Đó là những sứ giả, đó là những tiên tri, đó là những người công chính. Thì cho nó là nếu ai đón hay là rước những cái người này, ai quan tâm đến những người này, ai tiếp nhận những lời dạy của những người này, ai chăm sóc những người này, thì người đó sẽ được phần thưởng của đấng tiên tri hay là người công chính. Chúng ta nhìn lại ở trong Cựu Ước, anh chị em thấy là họ, dân sự của Chúa thường hay đón rước các đấng tiên tri. Abraham và Sarah đã đón rước ba sứ giả của Chúa. Và thậm chí Abraham nói gì? Bây giờ tôi sẽ mời các ông vào bên trong, rồi chúng tôi sẽ làm thịt con bò, con chim gì đó, để vợ tôi nấu thức ăn để mời các đấng. Và họ làm cái điều đó. Ba sứ giả của Chúa bước vào. Và tại lúc mà Abraham rước ba sứ giả đó, có một sứ điệp cho họ, một cái thông điệp cho họ: ngày này năm sau sẽ có một đứa con. Mà trong khi ông bà đã trông đợi bao nhiêu năm rồi? 24 năm rồi, chưa có con. Nhưng mà khi họ mở lòng ra, họ tiếp sứ giả của Chúa, thì họ nhận được phần thưởng của sứ giả đó. Anh em nhớ rằng là sứ giả đó phải là sứ giả thật sự. Sứ giả đó phải là sứ giả thật sự, chứ không phải là sứ giả. Tiếng Việt chúng ta nó ngộ. Đó là sứ giả thật chứ không phải là sứ giả. Sứ giả giả. Tôi mình giả giả hành giả, tôi mình không. Rồi người tiên, người tiên tri về là tiên tri, thì nó phần thưởng của tiên tri. Nào, chúng ta để ý cái người tiên tri thì sẽ có thông điệp của tiên tri, đúng không ạ? Người tiên tri đến và có thông điệp của tiên tri, và thông điệp tiên tri của Cựu Ước, và thông điệp tiên tri của Tân Ước. Thông điệp tiên tri của Ước có thể là nói một cái điều nó có thể xảy ra trong tương lai, nhưng mà thông điệp của tiên tri trong Tân Ước, mục đích chính của thông điệp tiên tri trong Tân Ước là gì ạ? Gây dựng hội thánh. Nào, hãy nhìn cái dấu hiệu này, cái nhìn dấu hiệu của bài đó là gây dựng hội thánh, thì chúng ta biết đó là đấng tiên tri của Chúa. Mà nếu không gây dựng thì sẽ gây gỗ. Nhưng chúng ta hãy nói là tích cực, là những tiên tri của Chúa đến để gây dựng. Có một lần kia một mục sư này, ổng đi công tác ở nước ngoài 3 tháng. Và ổng mời tôi để giao cái hội thánh của ông để tôi quản nhiệm. Thì tôi tiếp nhận. Và tiếp nhận trong 3 tháng đó tôi thực hiện tất cả những chức trách trong 3 tháng đó. Và sau đó ông trở về và tôi nói với ông trước hội thánh, tôi nói rằng hôm nay tôi hoàn thành cái nhiệm của tôi, là tôi đã chăm sóc hội thánh trong 3 tháng và tôi xin giao lại cho mục sư quản nhiệm cũ của các em. Và trong 3 tháng rồi có thêm một người tin nhận Chúa, tôi giao lại luôn và tôi đi ra, tôi gây dựng hội thánh mới. Tôi nói với ông mục sư đó, nào bây giờ tôi giao lại, anh thấy có tổn thất gì không? Và nó không tổn thất gì, mà còn dư nữa. Còn nếu kẻ trộm vô thì sao ạ? Nó mất. Nó mất. Cho nên chúng ta cần nhận biết cái người tiên tri phải là tiên tri thật. Cái tiếng nói của người đó có sự gây dựng nhau không? Có sự gây dựng bày không? Anh chị em thấy cái con gà nó dữ hay nó hiền ạ? Nó hiền lắm. Nhưng mà khi nó có con, bình thường á là con đại bàng mà xà xuống bắt nó lại chạy mất tiêu, nó chạy trốn. Và đôi khi đại bàng bắt nó luôn, gấp nó đi luôn và giết luôn. Nhưng mà khi nó có con, tôi đố anh chị em, đố con đại bàng nó dám xà xuống. Nó đánh đến hơi thở cuối cùng luôn. Rồi rắn mà chui vô con đó hả, nó mổ, nó đá tối bụi luôn. Cuối cùng con rắn không biết đường nào mà chạy luôn, rồi chạy luôn. Vậy đó. Thậm chí con đại bàng mà chúng bắt con nó bay lại nó đá và con đại bàng chết luôn. Hãy cẩn thận với mấy mục sư đang lãnh đạo thánh nha.
Đụng đến bầy của ổng là không được đâu ạ. Đụng đến chiên của ổng không được đâu ạ. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi có con thì có người đe dọa về chức vụ của tôi. Tôi nói vợ tôi, em bây giờ anh ra như anh có người đe dọa chức vụ anh như vậy, có người đòi hãm hại anh như vậy thì em tính sao? Vợ tôi nói, đụng đến anh hả là qua xác của em. Hay vì có con tôi nữa, con gái tôi nữa. Bình thường mấy ông mục sư là người chăn gì? Hiền lành. Nhưng mà mục sư thật á, người chăn thật á, mà khi muôn sói đến thì sao ạ? Làm gì ạ? Bảo vệ bầy chiên. Còn chăn giả thì sao? Chạy mất luôn. Chạy trước chiên luôn. Nào bây giờ chúng ta mời mấy ông chăn bầy đứng lên nè, mục sư chăn bầy đứng lên nè. Xin các ông đứng lên. Dạ. Những người đang chăn bầy đứng lên nè. Cô Ngọc đâu? Cô Liên đâu? Những người chăn bầy đứng lên. Rồi, tất cả chúng ta hãy nhìn vào những người này và nói rằng là hãy nhìn vào những người họ đi. À. Và bây giờ nè, chúng mấy mục sư này chỉ các môn đồ con chú nè, hãy cẩn thận về tôi đấy. Nhưng mà thật là có phải các mục sư ghét chiên không? Nhưng mà tại sao họ cho nên giữ như vậy? Hay họ yêu chiên, họ muốn giữ bầy chiên. Amen. Mai mốt anh chị em làm người chăn đi, anh em biết. Cô Liên hồi trước này đâu chưa làm người chăn, người thấy cũng nói này nói kia người chăn của mình phải không? Nhưng bây giờ làm người chăn thì sao? Hết nói. Mà không có nói ai, dám nói ai, nói với thầy. Thầy ơi, nó về thầy ơi, nó kiểu kia là thầy ơi, kiểu nó 10 con chiên hết 11 ý rồi. Dạ. Cho nên xin anh chị em, nhiều khi người chăn có một cái thái độ cứng rắn với những người nhân sự hay là bầy chiên, nó không phải là ghét bầy chiên, nhưng họ quá yêu bầy chiên mà Chúa giao cho họ. Phao-lô nói như vậy, anh em hãy giữ chính mình và hãy giữ bầy mà Chúa giao phó anh em, mà Ngài đã mua chuộc cái bầy đó bằng chính huyết của Ngài. Cứu một người tin nhận Chúa để cuộc đời của họ được thay đổi, để họ biết chắc rằng họ được cứu rỗi linh hồn. Mà một linh hồn thì sao? Quý hơn cả thế gian này. Chúng ta có thể được cả thế gian, nhưng mà nếu chúng ta mất linh hồn, chắc có được gì cả. Khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không đem một cái gì theo, người ta còn lắc thêm cái nút áo của mình lấy lại nữa. Đúng không? Cho nên nếu như người cha thuộc linh, nếu như người chăn thuộc linh của chúng ta, mà có một cái lời gì đó với anh chị em, thì luôn luôn hãy nhớ rằng trong sâu thẳm lòng của họ không muốn làm anh chị em tổn thương đâu. Nhưng mà trong sâu thẳm của họ muốn làm cho anh em trở lại một cái đường đúng đắn để phục vụ Chúa và không phải trải qua những cái điều mà vấp váp trước đây mà họ đã từng vấp váp. Họ yêu anh em. Họ muốn nâng đỡ anh chị em. Họ muốn em sớm để trở thành người chăn bầy của Chúa trong tương lai. Cho nên chúng ta nhìn cái dấu hiệu của người tiên tri, thì chúng ta biết rằng cái người đó chính là tiên tri của Chúa. Người đó luôn nói những lời gây dựng chứ không phải nói lời chia rẽ. Có một lần tôi nói, tôi góp ý với một người là ở dưới tôi đang lãnh đạo. Người đó có lớn tuổi hơn tôi nhưng mà tôi là người lãnh đạo. Thì trong khi ông giảng, ông hay vỗ tay như thế này, thì đến một cái hội thánh kia giảng, và cái người trưởng nhóm của thánh đó ngồi nói chuyện với tôi, nó kêu kìa, ông đập rùi kìa. Thì sau đó thờ vững Chúa xong rồi chúng tôi đi về, chúng tôi ghé lại quán ăn, tôi ăn. Và chúng tôi ngồi, chúng tôi ăn và tôi nói, thầy, tôi góp ý thầy cái này nha. Tại vì thầy giảng thì đừng có đập tay, thầy đừng có vỗ tay như vậy, bị chi phối lắm. Mà người đó nói với tôi rằng là coi ổng đập rùi kìa. Đó là cái lời tôi thật lòng để tôi nói lại thôi, chứ tôi không hề nói một lời gì làm cho ông bị tổn thương. Nhưng mà trong lúc ngồi ăn với nhau thì có tổng cộng là 4 người luôn tôi. Thì cái người, những người kia đó thì nói riêng với ổng. Ông bổ vậy làm gì là không được. Làm gì là sỉ nhục ông đó. Có gây dựng không anh chị em? Lời đó nó không gây dựng. Rồi từ cái chỗ là giảng mà đập như vậy là gọi là đập rùi, thì trở thành giảng ngáp rùi. Hoàn toàn khác. Và ông giận tôi 10 năm. Ông giận tôi 10 năm. Ông xin ra khỏi hội thánh. Ông đang chăn hội thánh lúc mà rời khỏi từ 54 cho đến 60 người đang nhóm lại thờ phượng Chúa. Nhưng sau Covid không còn một người nào nhóm lại thờ phượng Chúa cho ông. Cái điều cay đắng đó ở trong ông, mà cay đắng đó do ông nhận cái nguồn cay đắng từ khác, người khác, không phải nguồn cay đắng từ tôi. Tôi không nói lời cay đắng. Tôi không nói lời sỉ nhục. Nhưng ông tiếp nhận cái lời đó từ một cái nguồn thông tin sai, và ông nuôi cái thông tin sai đó, nó phá hủy chính ông trong lời cay đắng đó.
cách này gần 2 tuần. Đâu? 2 tuần. Và ông đã gặp tôi. Ông nói mỗi lần tôi nghĩ đến mục sư đó, là tôi nhớ cái câu mục sư nói rằng tôi ngắt ruồi. Vừa đó có Huy, có thầy Dự. Tôi nói không, tôi không có nói. Tôi nói rằng là cái người kia nói, mà tôi thuật lại cái lời nói rằng là đừng có vỗ tay như vậy nữa. Một ông vỗ tay là đủ rồi. Bây giờ tất cả các mục sư, ông nào đứng lên giảng cũng vỗ tay như thế này riết, chắc họ thánh sợ luôn. Tôi chỉ góp ý để ông xây dựng cái phong cách giảng, bởi Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người có một phong cách. Chúng ta không bắt chước phong cách người khác được, có bắt chước cũng không thể làm giống được. Và hỏi ông mục sư kia tại sao ông giảng ông cứ vỗ tay. Ông nói là hồi đó tôi hầu vị Chúa, là tôi hầu vị Chúa trong cái những người trong trại dưỡng lão. Mấy bà 70, 80, mấy ông 70, 80 mình giảng chút xíu mấy ông ngu gục này, cho tôi phải vỗ tay để cho họ tỉnh. Rồi nó trở thành cái phong cách. Còn này mình dặn cho hội thánh, dặn cho giới trẻ không, mà cứ vỗ tay hoài vậy nè, vỗ là không có vô nhiệt nào hết trơn á. Tôi thấy có những người giảng cứ cái amen amen mà không có amen đúng cái nhiệt của amen. Đứng lên ô chào hội thánh, sáng nay tôi đi trên đường có người cứ quẹt tôi amen. Ủa quẹt tôi mà amen, nó không có đúng. Chúng ta bắt trước nhưng bảo trước không đúng. Thì trở lại câu chuyện đó, tôi lặp lại, tôi nói trong danh Chúa Giêsu tôi nói với ông rằng tôi không có nói lời đó, nhưng mà vì ông nghe sai. Và ông đã cay đắng tôi 10 năm. Và sau khi tôi giải trình ông đó, là mỗi lần tôi nghĩ một sự là tôi nhớ cái câu đó. Mỗi lần nghĩ đến ông là tôi nhớ câu đó. Tôi quý ông lắm, tôi yêu ông lắm, nhưng mỗi lần nghĩ đến ông tôi nhớ câu đó. Cuối cùng khi tôi nói không, tôi không có nói câu đó đâu. Bây giờ cho gặp lại cái người kia, tôi vẫn nói y như vậy. Mà vì lời đó là thật, tôi không phải là người tác nhân của câu đó. Nhưng có cái người bên ngoài tác động vào. Đó là gì ạ? À? Men. Đó là men. Mà men thì nó làm gì? Làm dậy cả đống bột lên. Mấy bà có từng nấu bánh bò không? Men để riêng, bột để riêng, nó có dậy lên không? Nhưng khi nào nó dậy, nó trộn lại. Nói cách khác, bột hấp thu men. Nếu chúng ta hấp thu những cái men gian ác độc dữ, nó sẽ làm cho dậy cái đống bột. Rồi chúng ta giận nhau mà không phải nguyên nhân là do người đó, mà là do men ở bên ngoài đưa vào. Và cảm tạ Chúa, sáng hôm trưa hôm đó ông nói trong danh Chúa Jesus, tôi xin lỗi mục sư, tha thứ cho tôi. Tôi nói tôi không giận ông và ông cũng không có lỗi với tôi, và tôi được tự do khỏi điều này 10 năm rồi, tôi hầu với Chúa vẫn bình thường. Nhưng hôm nay ông nói điều này, tôi tuyên bố ông được tự do, ông không còn phải bị ràng buộc điều này nữa. Và ông đã trở lại để thờ phượng Chúa với hội thánh, cộng tác với các anh em ở cái khu vực ở trên Củ Chi với lại ở Trảng Bàng. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi thứ hai đó là gì? Tiếp người công chính vì là công chính. Nào, anh chị em lưu ý, tất cả chúng ta là người tin Chúa thì đều là công chính phải không? Trước mặt Chúa Trời chúng ta là công chính, 100% chúng ta là công chính trước mặt Chúa. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh người công chính vì là công chính. Như vậy có hai vấn đề: người công chính và là người công chính. Vậy hai cái này có khác nhau không? Tất cả tôi và trên tin Chúa Giêsu đều được là công chính trước mặt Chúa. Và sự công chính đó không phải do việc làm của chúng ta, mà là sự công chính đó do chúng ta tin Chúa, chúng ta được công chính ngay. Giống như chúng ta nhận cái lệnh ân xá vậy đó, chúng ta lập tức được tha bổng. Nhưng mà được tha bổng trước đây chúng ta có thể giết người, cướp của, làm đủ thứ, nhưng được cái lệnh ân xá của chính phủ và chúng ta được tự do. Nhưng mà khi được tự do rồi, chúng ta có làm ích lợi gì cho đất nước không? Tức là gì? Chúng ta có thay đổi cái đời sống của mình để mình sống đời sống có cái trái của sự công chính không? Có cái kết quả của sự công chính không? Vậy Chúa Giêsu đang nói ở đây chính là cái kết quả của sự công chính, chứ không chỉ là gì? Là người công chính. Mà nếu một người công chính thì chắc chắn sẽ có kết quả của sự công chính. Nếu người công chính thật từ Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ có kết quả của sự công chính. Kết quả từ môi miệng, kết quả từ lời nói, kết quả từ hành vi, kết quả từ cái phản ứng, cái thái độ sống của chúng ta. Kết quả việc mà chúng ta yêu thương, chúng ta tha thứ, chúng ta giúp đỡ cho người này người kia, để họ cũng trở nên người công chính, để họ cũng có trái của sự công chính. Chứ không chỉ là tôi là công chính, tôi là công chính, tôi tin Chúa Giêsu, tôi là công chính rồi, tôi muốn làm gì tôi làm. Không phải. Mà ở đây Chúa nói sao? Cái người công chính thật là công chính, tức là gì? Nó phải có cái kết quả của sự công chính. Có nhiều người nói không, nhiều khi tôi nói miệng tôi nói bậy vậy chứ cái lòng tôi tốt lắm. Có tin nổi cái điều đó không ạ? Chúa Giêsu nói sao?
đầy trời trong lòng thì miệng mới nói ra. Cho nên Chúa cho để chúng ta thấy được cái trái của người công chính. Chúng ta xem cái trái của người công chính như sau. Anh chị em cùng xem Côn Tô Nhì. Chị xin chiếu lên máy để mọi người cùng đọc với nhau. Côn Tô Nhì đoạn 9 câu 10. Côn Tô Nhì đoạn 9 câu 10. Rồi chúng ta cùng đọc. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Amen. Ở đây Chúa nói là gì? Để có thể có trái của sự công bình thì sao? Là sao chị em? Đó là cái người có một cái hành động gieo giống. Người đấng phát hột giống cho kẻ gieo cũng phát hột giống cho anh em làm cho sanh hóa ra nhiều. Bây giờ chúng ta nói yêu thương. Anh em chúng ta đang đói, chúng ta vỗ vai. Đi cho bình an, ăn cho no, sửa cho ấm. Mà chúng ta không có một cái gì để cho anh em mình. Mặc dù chúng ta có nhưng mà chúng ta không đưa nó ra. Thì sao ạ? Nó không phải là trái. Cái trái là cái gì đó mà người ta đến và người ta đụng đến nó và người ta có thể cảm nhận và đem lại cái sự no lòng. Một ngày kia Chúa Giêsu đang đói, Ngài nhìn từ xa thấy cây vả nó có lá, đúng không? Và Ngài tiến lại gần để Ngài hái cái trái vả để ăn. Tại vì nguyên tắc vả, cây vả đó, mà khi nó ra lá có nghĩa đồng lời nó ra bông và nó có trái cùng với có lá. Cho nên khi thấy cái lá có lá tức là cây vả nó phải có trái. Người ta chẳng những ta ngồi dưới gốc cây vả để cho lấy bóng mát ở vùng Trung Đông, nó cho nó mát. Nhưng mà họ khi mà họ ngồi đó, họ có thể đọc kinh thánh, rồi có thể là đói bụng thì làm gì? Hai trái vả chín, ăn luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu Chúa đến đó thì sao ạ? Chúa không thấy nó có trái. Như vậy rõ ràng nó lừa đúng không? Nó đã làm sai cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng đến nó. Nó ra lá, nó phải ra trái. Đằng này nó ra lá mà nó không ra trái. Mà Chúa Giêsu làm gì? Quở nó. Mà nó khô. Cho nên khi nói về cái trái của sự công bình, người công bình vì là công bình, nó phải là có trái của sự công bình, có hành vi của sự công bình, có lời nói của sự công bình, có điều mà người ta có thể đến gần chúng ta, người ta cảm nhận được rằng chúng ta là người công chính ở trước mặt Chúa. Và chúng ta đem lại những cái giá trị thuộc linh cho những người mà chúng ta tiếp cận với. Cái trái của sự công bình đó chính là cái điều mà chúng ta làm ra những cái hành vi mà danh của Chúa được cả sáng. Đó là cái trái, hay là cái kết quả của nó. Phaolô nói anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác hay vì sự mình được trở mà làm. Nếu tôi uống rượu mà rượu đó làm cho tôi luôn tuồng, rượu đó không làm sáng danh Chúa thì tôi quyết định tôi không uống rượu. Nếu tôi hút thuốc mà nó làm cho tôi bị bắt phục và tôi nghiện nó thì tôi tha tôi không hút thuốc để tôi làm sáng danh Chúa. Nếu tôi uống cà phê mà tôi ghiền cà phê, không có cà phê tôi chịu không nổi, tôi không suy nghĩ được gì, tôi không làm được gì, tôi cứ làm việc, tôi cứ ngồi, tôi ngáp mãi, thì cái cà phê nó trở thành cái gì? Bắt phục chúng ta. Đôi khi có những cái mà chúng ta làm gương sáng, nhưng có những cái chúng ta làm cho lu mờ hình ảnh của Chúa trong đời sống của chúng ta đi. Người công chính phải có trái của sự công chính. Bao nhiêu trong anh chị em tin mình là người công chính của Chúa Giêsu ạ? Amen. Nắm tay người bên cạnh họ đang là phải ra trái cho Chúa. Amen. Phải có trái cho Chúa. Mà có trái, muốn có trái làm gì? Phải ban ra. Rồi bây giờ nè, vỗ cái tay vô cái túi quần của mình, cái túi mình đang đựng tiền nè, mình nói nè, phải gieo ra. À, phải gieo ra. Amen. Cảm ơn Chúa. Một chút nữa mình làm cái này nha. Cái vụ này cũng hay ạ. Chúng ta xem cái điều thứ tư. Xin lỗi, cái điều thứ hai. Đó là cho đi. Chúng ta trở lại Ma-thi-ơ 10. Ai sẽ cho một người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh
vì người nhỏ đó là môn đồ của ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ấy kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Tức là cho. Từ cho trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp có nghĩa là cung cấp thức ăn và nước uống cho một ai đó. Cung cấp thức ăn và nước uống cho một ai đó. Đây nói lên cái hành động thực tế, nó xuất phát từ lòng thương xót. Và ở đây chúng nó là vì cái người trẻ đó là môn đồ của ta, cho nên khi tiếp họ một ly nước thôi cũng không có phần thưởng. Như vậy chúng ta thấy là khi mà chúng ta là con của Chúa, chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta bắt đầu chúng ta thực hiện theo lời của Chúa một cách thực tế, đi vào trong cuộc sống, thì luôn luôn chúng ta chẳng rằng luôn luôn có phần thưởng, luôn luôn có phước. Chúng ta nhớ ông Gai-úc không ạ? Ông Gai-úc làm gì ạ? Ông yêu mến lẽ thật. Rồi ông làm gì nữa? Ông làm theo lẽ thật. Trong chương 3 từ câu 2 cho đến câu 4 đó làm gì? Có nhiều anh em đến đây và nói về anh, tuân thuộc về anh, yêu lẽ thật và cái cách anh làm theo lẽ thật. Và tôi nghe như vậy tôi thấy vui mừng vô cùng. Xin đầu dặn nói như thế. Nhưng mà từ câu 5 trở đi thì Kinh Thánh ghi lại một cái chi tiết về cái cách ông Gai-úc ông làm theo lẽ thật. Là ông đón tiếp anh em, anh cho anh em ăn, ông cho chỗ ngủ, rồi khi đi ông cho tiền để mà đi đường luôn. Và Kinh Thánh ghi lại là gì? Để những người mà của Chúa đi ra không cần đến cái sự giúp đỡ từ người ngoại. Vậy theo anh chị em, Chúa có quyền để dùng người ngoại để giúp cho người hầu của Chúa không? Anh chị em có tin rằng Chúa đã dùng người Hồi giáo để xây một nhà thờ là làm cả mấy triệu đô la cho một mục sư ở tại Indonesia? Rồi chúng ta đi làm chứng, chính miệng ông đã làm chứng. Chúa kêu ông đến một cái vùng đất đó mà vùng đất đó là cái chủng của rác của thế giới. Có nghĩa là tệ nạn xã hội lớn nhất là ở đó. Chúa kêu ông tới đó. Bắt đầu ông từ cái chỗ nhóm truyền giảng có mấy người, giờ tăng dần. Trong một bữa Giáng sinh, tổ chức lại Giáng sinh cũng đông đông rồi. Thì có 4 cái món quà gửi tới. Mà 4 món quà đã khi gửi tới xong, thì chuẩn bị mở món quà ra, thì một trong 4 món quà đó nổ. Bum! Rồi món quà kia nổ. Bum! Bum! Ngay ổng có một cái món quà nổ. Đó là bơm. 3 trái bơm mổ nổ. Dân sự chạy tán loạn hết. Mà ông đứng đó, người ta tưởng ông chết rồi. Nhưng mà lạ lùng ấy, cái chiếc áo, áo vest của ông ấy, nó chỉ cháy cái áo vest của ông thôi. Và ông vẫn sống. Sau đó cảnh sát tới, niêm phong hết. Rồi bắt đầu cảnh sát quan sát cái hiện trường, thì còn một quả bom chưa nổ. Và đó là những người Hồi giáo cực đoan. Họ đã muốn giết cái ông mục sư này, tại vì ông mục sư này đến giảng tin lành để cho người ta tin Chúa Giêsu. Nhưng mà ông chết. Nhà thờ cháy, nổ và cháy mà ông không chết. Và sau khi cảnh sát kiểm tra, ăn kết tất cả mọi thứ, thì Hội Thánh của ông quyết định là không khởi tố cái vụ này. Chính quyền thành phố đó thấy được cái điều này rất là lạ. Đúng là người ta là khởi tố rồi, nhưng mà ông không khởi tố. Thì chính quyền cho Hội Thánh một miếng đất khác lớn hơn gấp 4 lần, và cho tiền xây nhà thờ luôn. Anh chị em có tin Chúa có thể dùng của người ngoại để làm công việc của Chúa không ạ? Chúng ta xem ở trong sách Truyền Đạo đoạn 2. Câu 26. Truyền Đạo đoạn 2 câu 26. Rồi xin mời chúng ta đọc. Mà thâu góp chất chứa để rồi ban cho những người đẹp lòng Đức Chúa Trời, điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Trong sự khôn ngoan mà Salomon đã được Chúa bày tỏ, thì ông nói gì? Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan thông sáng vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài. Như vậy chúng ta cứ sống đẹp lòng Chúa đi, Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng cho chúng ta. Rồi gì nữa? Ngài sẽ khiến những kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa để rồi ban lại cho người đẹp lòng Chúa. Như vậy trách nhiệm của tôi và chị em là gì? Làm đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, sống ngay thẳng. Thì Chúa sẽ đem những cái điều có thể là chúng ta đang lo lắng đó, Chúa đem cái điều đó đến với chúng ta, để chúng ta làm đẹp lòng Chúa, để chúng ta làm sáng danh Chúa. Ở đây Chúa nói rằng là gì? Cái người mà chỉ cho một cái người trẻ nhỏ về làm môn đồ của Chúa một ly nước lạnh. Anh chị em tưởng tượng một ly nước lạnh có bắt tiền không? Cái chai nước này bao nhiêu tiền? 5 ngàn. Nhưng mà một ly nước lọc chưa tới 1 ngàn nữa.
Nếu mình mua cái bình 20 lít, 30 lít kia, 30 lít có mười mấy ngàn, 12 ngàn thôi. Như vậy một lít chưa được 500 đồng, đúng không? Cho một 10 môn đồ của Chúa, một đứa nhẹ, cho trẻ nhỏ thôi, một ly nước lọc thôi, một ly lạnh thôi, vì trẻ đó là môn đồ của Chúa, thì người đó cũng gì? Không có phần thưởng. Cho nên sự ban cho luôn luôn là phước, có phước. Kinh Thánh khẳng định ban cho là có phước hơn là gì? Nhận lãnh. Chúng ta ban cho những cái người trẻ nhỏ, nhưng mà không chỉ là trẻ nhỏ, nhưng mà tất cả môn đồ của Chúa mà để chúng ta biết bắt đầu ban cho, thì chúng ta sẽ được phần thưởng. Chúng ta sẽ được phần thưởng. Một lần kia Eli, cái khe kerit đã cạn, con quạ không còn thả thức ăn tới cho ông nữa. Và thế là ông được nghe tiếng Chúa, hãy chạy vào trong thành kia, Nazareth. Tại đó ta sẽ dùng một người đàn bà quá để nuôi người. Vì cả sĩ đó kém rồi, khô hàng hết rồi. Và ông chạy vô thành Nazareth này, không phải chạy đến gia đình của mục sư Trương Thiết để ông nuôi. Tại vì ông nhà ông to, đất ông rộng. Không phải chạy ra nhà cô Ngọc để cô Ngọc nuôi. Vì cô Ngọc có chạy ráp để có tiền. Nhưng mà chạy đến một người đàn bà quá. Và khi ông chạy đến thành Sarepta đó, thì ông thấy một người đàn bà, một bà quá đang đi lượm vài cây củi. Và ông nói, à, bà kia, bà làm gì đó? Dạ, ông ơi, tôi đang đi lượm vài cây củi. Bởi vì trong nhà của tôi chỉ còn có một chút bột, còn có một chút dầu thôi. Tôi lượm vài cây củi này rồi tôi làm hai cái bánh nhỏ để tôi và con trai tôi ăn rồi chết. Thảm. Anh chị thấy thảm không ạ? Chắc lúc đó chúng ta hỏi, rồi có phải Chúa phán hồi nãy không Chúa? Có phải hôm đó Chúa phán với con là chạy qua đây có người đàn bà quá nuôi? Con nghĩ đàn bà quá này thì chắc là cũng phải nhận cái tiền của ông chồng để lại chứ. Đằng này đàn bà quá này còn gì không? Không, còn chút bột, chút dầu. Mà bà nói rõ, tôi làm hai cái bánh nhỏ ăn rồi, chết. Nếu anh chị em là Eli, anh chị em nghĩ sao? Vô lý. À, vậy là chắc phải cầu nguyện lại để nghe tiếng Chúa phán lại có đúng không? Nhưng mà Eli nói như thế này, được, mình sao hết. Nhưng về trước nhất hãy làm cho ta một miếng bánh nhỏ. Như vậy là bây giờ là sao ạ? Bây giờ một miếng bánh nhỏ làm ra hai cái, thì bây giờ phải ngắt cái này chút, ngắt cái này chút để thêm được một miếng bánh nhỏ hơn. Nhưng mà Eli nói như thế nào? Trước hãy cho ta. Anh chị em thấy nguyên tắc của nước đời là khác, nhưng nguyên tắc của nước trời là khác. Khi Chúa Giê-xu cầm 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa Giê-xu làm gì trước khi phép lạ xảy ra? Tạ ơn. Trước, đứng trước mộ của Lazarơ, trước khi kêu Lazarơ sống lại, thì Chúa Giê-xu nói gì? Con tạ ơn cha vì cha nhậm lời con luôn. Nguyên tắc của nước trời không phải là lady first. À, dừng lại đi xíu. Dạ, yeah, nhân 8 tháng 3. Chúc cho chị em phụ nữ của Chúa một yêu kinh thánh. Người nữ này là ai? Hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ. Có đúng không, đúng không? Thiếu một chút. Đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ sĩ. Nào, cho chào ta cho các chị phụ nữ của chúng ta. Dạ, yeah. Tạ ơn Chúa. Dạ có. À, bây giờ tôi hỏi, bây giờ đếm đi coi coi mình đang có bao nhiêu người đây. Tại vì tôi có đặt phần ăn chiều nay dành cho mỗi một người. Dạ, thì không biết là nó có về kịp hay không nha. Tại tôi đặt mà nó nói rằng là trước 3 giờ, cho nên chúng ta phải nhóm kéo cho đến 3 giờ. Rồi. Món quà thực dụng lắm chứ không phải là món quà đó là một cái bánh nhỏ. Dạ. Cho nên Eli nói gì? Hãy cho tôi một cái bánh nhỏ, trước phải cho tôi cái bánh nhỏ. Tại sao Eli được cái điều này? Tại sao Eli dám nói điều này ra? Bởi ông tiên tri thật. Có nhiều người nói, có ai đến cứ toàn là kêu mình phải dâng hiến. Cúng dường. Eli đâu có lấy cái giường bự. Eli đòi cúng dường nhỏ. Chút bột, chút dầu, làm cái bánh nhỏ thôi, xíu thôi. Thật ra, ông muốn
cái lòng của người đàn bà quá này gieo cho người của Đức Chúa Trời, để Chúa lấy cớ đó Ngài làm phép lạ trên gia đình của bà. Kinh Thánh nói lòng rộng rãi sẽ được no nê, ai nhung gọi thì Chúa sẽ nhung gọi người đó. Sự ban cho, tôi nói cho em, chúng tôi đã học cái bài học này và chúng tôi thực hành bài học này mấy chục năm rồi. Nhiều khi chúng tôi không còn gì hết, chúng tôi móc ra những cái đồng tiền cuối cùng để chúng tôi gieo. Và khi đôi khi chúng ta chỉ cần ước ao để gieo cho một ai đó thôi, thì Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng chúng ta và Ngài ban phước cho chúng ta rồi. Cách đây mấy hôm, có một em nhắn tin cho tôi nói như thế này nè: Thầy ơi, em đang gặp khó khăn, Thầy cho em mượn một khoản tiền nhỏ. Thật ra lúc đó tôi không có đủ chị. Trong túi tôi còn chưa được 1 triệu đồng, trong tài khoản của tôi chưa còn được 1 triệu đồng, và ở ngoài tôi cũng hết sạch rồi, và tôi biết vét hết. Thì tôi nói bây giờ có thể cố gắng gom gom đâu đó, tôi nghĩ là chắc đâu đó trong cái cuốn kinh thánh tôi hay là trong cái giỏ sách tôi lâu lâu có tiền lẻ đi mua đồ tôi bỏ vô đó, thì gom gom lại chắc được 1 triệu. Tôi nói được rồi, Thầy sẽ cho em con mượn 1 triệu. Nhưng mà sau khi tôi kết thúc cái cuộc nói chuyện đó, thì tiếng lòng tôi cảm thấy xót xa quá. Tôi có một cái điều ước ảo: Chú ơi, con muốn có nhiều hơn để giúp cho anh em của con giờ này, bởi vì trong lúc này anh em con khó khăn, anh em con mới cần. Chứ như ngày nào tôi đâu giúp được đâu. Thầy mỗi ngày chạy xe kiếm cả 1 triệu đồng. À, mấy anh chạy xe công nghệ giàu ngầm lắm đó nha. Và tôi ước ao thôi chị em. Tới sáng tôi ngủ, và tôi ngủ hơi muộn, tôi giật mình thức dậy. Tôi chợt nhớ rằng là người anh em của mình đang khó khăn, bây giờ làm sao mình có. Tôi mở điện thoại ra, tài khoản ngân hàng của tôi có người vợ gửi vô 3 triệu. Tôi ước ao để tôi giúp anh em tôi. Tôi không có. Tôi nhiều tài khoản ngân hàng lắm đó chị em. Tính là tôi có 5-6 ngân tài khoản ngân hàng, là tại vì là vay tiền ngân hàng để mua xe đó. Có tài khoản ngân hàng mà trong ngân không có đồng bạc nào hết á. Tài khoản nào nó cũng còn 10 ngàn, 10 mấy ngàn không á. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã gửi đến kịp lúc. Và lập tức tôi nhắn tin liền, tôi nói: con đã có chưa? Nếu cần gấp thì Thầy sẽ chuyển liền cho con, Thầy mới vừa được tiếp trợ. Tôi không khoe điều đó, nhưng tôi khoe về sự thành tín của Chúa tôi. Khi chúng ta ước ao cho người khác thì Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng ước ao đó, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Cái người đàn bà quá này cho Eli cái gì ạ? 1 cái bánh nhỏ. Anh chị em nói đi, chỉ cần ban cho 1 cái bánh nhỏ thì phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng người đàn bà này có sẵn lòng hay là đàn bà này cảm thấy khó chịu để ban cho? Sẵn lòng. 1 cái bánh nhỏ thôi mà ban cho. Ban cho 1 cái bánh nhỏ thôi thì phép lạ xảy ra. Ban cho Chúa phép lạ xảy ra sao? Ban cho bằng đức tin phép lạ xảy ra sao? Amen chị em. Vương quốc của Đức Trời là tạ ơn Chúa phép lạ xảy ra sao? Amen. Tin chắc về điều này vì chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người bước đi và đức tin cho mọi mặt thấy. Người đàn bà này có thể nói gì? Ông ơi, tôi còn chút bột chút dầu tôi ăn rồi chết, thì ông thấy sao mà còn xin cái bánh nhỏ? Bà này không cần bàn cái gì cả, trở về một quyết định làm 1 cái bánh nhỏ và trao cho Eli, thì phép lạ bắt đầu xảy ra. Phước hạnh thuộc thể không chỉ đợi khi chúng ta gặp Chúa đâu, mà phước hạnh thuộc thể nó xảy ra ngay bây giờ trên thế gian này, vì cả thế gian là thuộc về Chúa. Ngài đã ban hạt giống đầu tiên cho loài người và Ngài ra lệnh cho hạt giống phải xanh sao nảy nở ra. Ngài ban lệnh cho con cái loài người phải sanh sản cho đầy dưới đất. Ngài ban lệnh cho thế gian này cá phải sanh trưởng ở dưới đất, ở dưới nước, và côn trùng và thú phải được sanh trưởng ra trên đất này, và trao cho loài người cái quyền quản trị công việc của ta Chúa làm. Chúng ta là có phải là người công chính không? Chúng ta là người tiên tri của Chúa không? Chúng ta có phải là người môn đồ của Chúa không? Chúng ta phải trở thành một người quản trị công việc của ta Chúa làm. Có những lúc khó khăn, lúc đó anh chị em hãy nhớ rằng sự khó khăn đến đó là cơ hội để Chúa làm phép lạ, chứ không phải là làm cho chúng ta bị đau đớn đâu. 1 cái bánh nhỏ thôi, phép lạ sẽ xảy ra. 1 ly nước lạnh thôi, phần thưởng sẽ đến. Cho nên làm sao để ta nhận được phước thưởng đầy, phần thưởng đầy trọn từ Chúa đấy? Tiếp rước sứ giả của Chúa, tiếp rước người tiên tri và là tiên tri, tiếp rước người công chính và là tiên tri chính,
ban cho trẻ nhỏ, vì môn đồ của Chúa, một ly nước lạnh. Khi nãy đang cầu nguyện thì tôi trong lòng tôi có một cái điều muốn làm cái việc này. Nếu anh chị em cảm thấy nó được thì hãy làm ngay bây giờ. Tôi nhờ một người phát giùm tôi bao thư ra, mỗi một người bao thư, ai không nhận cũng được, không sao cả. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta bỏ vào đó một miếng bánh nhỏ. Ai không nhận cũng được, không sao cả. Anh em đừng quan tâm, đừng nặng lòng. Không có mắc cỡ, không có ngại ngùng, không có mặc cảm gì cả. Ai có tiền, một miếng bánh nhỏ, 1.000, 2.000, 5.000, 3.000 gì đó. Dạ. Dạ, chuyển khoản thì nó phải từ 6 số 0 trở lên thì mới nhận. Dạ, cái miếng bánh nhỏ tùy theo. Ví dụ như một sư bảy có căn nhà bây giờ giá nó 10 tỷ thì cái miếng bánh nhỏ nó khác. Anh em đừng vội bỏ tiền vào, cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha, con tin lời của Ngài mang ra không trở về luôn, nhưng chắc sẽ làm tròn công việc của Ngài sai khiến. Cha ơi, giờ đây chúng con muốn thực hành lời của Ngài. Đó là chúng con tập ban cho môn đồ của Chúa một ly nước lạnh, một miếng bánh nhỏ, vì họ là môn đồ của Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho bàn tay của chúng con, để chúng con có thể gieo, để chúng con có thể dâng. Để chị anh chị em, cho tôi một cái bao thư nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cầm cái miếng bánh nhỏ của mình lên. Chúng ta cầm miếng bánh nhỏ của mình lên. Anh chị em, chúc phước cho nó. Chúa, đây là hạt giống mà chúng con sẽ gieo trong ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hạt giống này. Và theo lời của Chúa thì hạt giống nó mất thấp nhất là ra bao nhiêu ạ? 30, 60 và 100. Rồi, tiếp tục nè. Con công bố theo lời Chúa. Đây là miếng bánh con gieo, như là hạt giống. Vì Chúa ta thành tín. Thấp nhất là 30, trung bình là 60, và tuyệt đối là 100 lần hơn. Con cảm ơn Chúa bởi đức tin con gieo. Dạ, yeah, amen. Nào, bây giờ thí dụ như bây giờ tôi dâng là 100.000, thì bây giờ thấp nhất 30, thì nó ra bao nhiêu tiền ạ? 30 lần hơn là 3 triệu, đúng không? Nếu tôi dâng 200 thì thấp nhất của 200 là bao nhiêu? 6 triệu. Và nếu tuyệt đối của 200 là nhiêu? 20 triệu. Có đúng không ạ? Là 20 triệu. Và đây là lời hứa của Chúa, không phải là lời hứa của tôi. Lời hứa của Chúa, gieo một hạt ra 30, 60, 100. Như vậy trong chúng ta có thể có người đạt 100%. 100% theo cái hạt giống này nha. Giả sử tôi dân có 5.000 thì 100% của 5.000 là nhiêu? Hả? 5.000, 10 lần là 50.000, 100 lần là 500.000. À, như vậy nếu tôi gieo 5.000 thì tuyệt đối của tôi là nhận được 500.000. Đúng không? Tiếng tôi dân 5.000. Nhưng mà nếu tôi dân 100.000 thì tuyệt đối của 100.000 là 10 triệu. Được chưa? Anh chị nắm được chưa? Và đây là điều mà tôi muốn anh chị em là chúng ta hạ thách thức. Tại vì đối với Chúa đó, có một cái điều Chúa cho chúng ta thử. Đó là gì ạ? Tiền. Chúa cho chúng ta thử về tiền. Đồng tiền gắn liền khúc ruột mà. Chúa cho chúng ta thử về tiền. Anh chị phải ghi nhận, ghi nhớ, ngày hôm nay chúng ta gieo ra cho anh em mình, gieo ra cho môn đồ của Chúa, gieo ra cho tiên tri của Chúa, gieo ra người công chính của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chúng ta gom lại và chúng ta dâng cho ai đó, hay là mỗi một người chúng ta có thể muốn dâng cho một ai đó, gieo cho một ai đó, chúng ta có thể đến trực tiếp cái người đó chúng ta gieo. Có thể có người nhận được hơn 2 hạt giống
Có người không nhận hạt giống nào được gieo, mình gieo ra nhưng mình không nhận được. Anh em nắm được này không? Đúng rồi, là chúng ta cảm động cầu nguyện, chúng ta cảm động, chúng ta gieo cho người đó, thì cái hạt giống đó sẽ được nhân lành. Được chưa? Em đồng ý không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta đứng lên, và anh chị em muốn gieo cho ai, chúng ta hãy đi đến người đó và chúng ta gieo. Dạ, tôi gieo cho cô. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây, cảm ơn hạt giống của anh chị em. Dạ, rồi, cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy gieo cho tiên tri của Chúa, gieo cho những anh chị em có những người gặp khó khăn. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Cái này có cái cảm động lúc đầu tiên rồi, mà bây giờ cái này nữa rồi, bây giờ hai cái làm sao? Là sao? thì là một cái có tính trước rồi. Dạ. Thì cái tính trước nó cứ gieo, còn cái này cầu nguyện Chúa cảm động, muốn gieo cái nào đó thì gieo, muốn gieo thêm thì gieo. Dạ. Dạ, rồi xin hỏi này, có ai không nhận được hạt giống nào không ạ? Dạ. Rồi, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị. Dạ. À, xin lỗi, khoan, cô gần. Cái này là cô mới nhận được hạt giống phải không? Không được, tôi không nhận. Cô. Cô phải giữ hạt giống này. Dạ. Dạ không, tôi đã nói là giải thích rồi mà. À, cái hạt giống mà anh em mới vừa gieo cho mình, chúng ta không gieo cho người khác. Mà chúng ta là cái hạt giống của mình, chúng ta gieo. Có thể tôi gieo ra là 500 ngàn, nhưng có thể tôi nhận lại có 100 ngàn thôi. Nhưng đó là hạt giống tôi được nhận. Anh chị em này, nắm được không? Vậy thì có ai? Rồi bây giờ nó lộn hết trơn rồi. Hình như là chắc là tôi được gieo nhiều nhất nè. Dạ. Dạ. Rồi, xin lỗi anh chị em, tôi nói cái đó không rõ ràng ha. Chứ là cái hạt giống mà mình nhận được, chúng ta hãy giữ cái hạt giống đó. Dạ, chúng ta giữ hạt giống đó. Và chúng ta sử dụng hạt giống đó đúng vào trong công việc của Đức Chúa Trời. Tin một cách là gì? Đó là nó sẽ được nhân bội ra. Nó nhân bội ra. Dạ. Này là em gieo, còn cái này em đã nhận cái hạt giống. Dạ. Em gieo cho ông sư. Dạ, dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cô gần, ý là cô gần nhận hạt giống rồi, đúng không? Dạ, thì cái hạt giống nó nhận, nó làm giữ cái hạt giống đó. Tại vì trong đó mình không biết cái hạt giống là bao nhiêu. Đó là hạt giống mà mình được nhận. Amen. Dạ. Rồi. No, không phải, không có. À, ai gieo cho mình nhận là mình giữ cái hạt giống đó. Để cho nó được nhân ra. Và mình lấy. Dạ, cảm ơn chị. Mình lấy cái hạt giống của mình. Mình gieo. Đừng lấy trong đây thì chúng ta không biết, chúng ta chưa có dùng đây, trong đây chúng ta không biết bao nhiêu. Chúng ta chưa có là không có lấy cái này để chúng ta gieo, chúng ta là gieo lòng vòng như vậy sẽ được, đúng không ạ? Gieo chỗ nào để cho nó bám vô đó đi. Dạ. Yeah. Và rồi xin hỏi lại, có ai không có nhận hạt giống không? Tôi chúc mừng cho những người không nhận hạt giống, bởi vì anh em gieo 100%. Hallelujah. Dạ. Yeah. Rồi ai nhận hạt giống nhiều nhất à? Chết trời tôi rồi. Nhưng mà tôi nói với chị em, tôi nhận hạt giống này để chúng tôi gieo cho người ở những vùng khó khăn hơn. Cho nên hạt giống của anh chị em, tôi không gieo ngược lại anh chị em, mà tôi gieo ở những nơi đang rất cần kia. Amen. Một lần nữa chúng ta ngợi khen Chúa vì những hạt giống anh chị em gieo ra. Và hạt giống nào gieo ra mà không nhận lại đó, tức là chúng ta không muốn nhận lại đó. Tất nhiên nó có thể nhận lại, đó là một cái điều là anh em cảm động để dâng thôi. Nhưng chúng ta không muốn nhận lại trong lòng, chúng ta gieo ra 100% đó, thì cái hạt giống đó sẽ là hạt giống ra cao nhất. Anh em phải ghi nhớ ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày tốm thón bùa. Nhớ ngày tốm thón bùa. Anh em đã có gieo cho lòng của Đức Chúa Trời. Anh em gieo cho lòng của Đức Chúa Trời. Thì hãy nhớ ngày hôm nay có hạt giống ra tối đa là 100%. Amen. Hãy đón nhận trong danh của Chúa Giêsu. Chúa mở trời ra là kho báu của Ngài ban phước cho chúng ta. Có thể ban phước cho công việc của tôi mà chị đang làm. Có thể ban phước cho việc chúng ta hầu việc Chúa được mở rộng ra. Có thể có người giao cho 100% về tài chánh. Nhưng cũng có người Chúa sẽ cho những linh hồn tội nhân được bước vào trong hội thánh. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả tôi và anh chị em. Hallelujah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông
và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.